Ok, xin chào bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay thì mình sẽ làm về tập tiếp theo của series Neighbor From Hell phần 1. Thì sau khi hai tập đầu tiên của mùa thứ nhất thì thanh niên hàng xóm của chúng ta cũng ý thức được phần nào về tầm nguy hiểm của Woody. Thì ăn tương đối nhiều, vố tương đối đau. Dạ, chưa đau lắm nhưng mà cũng thừa biết có ý thức hơn về cái tầm ảnh hưởng của Woody đối với cuộc sống của mình rồi. Cho nên là giờ nhà bây giờ hắn sẽ đề phòng hơn. Thay vì đi ở tầng 2 tầng trên thì sau hắn cũng sẽ đi xuống tầng dưới một tí. Ok, thì đây là về phần ngày sinh nhật của hắn. Thì hôm nay thanh niên Woody chúng ta sẽ sang phá rối ngày sinh nhật của thanh niên hàng xóm bục vệ của mình. Ok, thì mình sẽ bắt đầu luôn nhé. Icho nhìn giống Tom và Jerry phết. Tom và Jerry nhớ là con sư tử đúng không? Đây quả con lừa. Theo đúng lộ trình đầu tiên là đi lấy cái nến này. Đâu nhỉ? À đúng rồi đấy. Tranh thủ mình đi phá nhà vệ sinh trước này, xà phòng này, giấy vệ sinh này. Xà phòng thì vứt ra xa thôi. Giấy vệ sinh thì vẫn phá bồn cầu như thường lệ này. Để cho hắn đi lên thì mình sẽ vẽ vào cái bức chân dung của người mẹ của hắn. Đấy. Xuống đọc thư à? Chắc là thư chúc mừng sinh nhật. Xuống nhanh. Khuyên thật nhé, các bạn nào ở nhà có lồng sáng mình tuyệt đối khuyên các bạn không nên thử cái trò vừa nãy, cực kỳ nguy hiểm, không nên thử. Đấy, cái nào muốn thử thì chỉ cần dùng cái lồng sáng là phải cố cố một tí hoặc để lâu không dùng ấy thì nó là thử được, nhưng mà lồng sáng ở nhà anh em tuyệt đối không nên thử, khá là nguy hiểm. Kiểu nhét trứng vào trong lồng sáng xong anh em xếp hàng nhiệt độ cao ấy thì nó gây nổ. Tất nhiên nổ trong cái lồng sáng thôi, không gây nổ ra nó sẽ bật bên trong cái lồng vi sống này. Dọn dẹp cũng vất vả. Thì về nguyên tắc thì mình chắc các bạn biết rồi, thì đây cứ làm sao mà có duy trì cho cái số lượng bẫy nó liên tục theo một cái đường thẳng này để làm cho cái thanh nhiệt kế thủy ngân nó không bị tụt nhiều quá thì phần trăm khán giả sẽ tăng lên đều đều. Ok, xin cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Thì nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình một like và đừng quên đăng ký kênh để luôn đón nhận những video mới nhất. Mình xin được cảm ơn các bạn.